một vài con là anh nuôi nó vô tình nó sổng ấy. Đấy, con đấy là con rộng này là con của anh ấy. Như vậy mà không người ta phải không, anh đuổi hết. Ở đây anh ông chú ông làm bảo vệ cái cả cái rừng này. Em bảo nghe bên ngoài sướng nhỉ. Thấy chưa? Thấy chưa? Phê không? Nuôi. Phê không? Con đấy là con của anh nó sổng đấy mà anh không bẫy được lại được. Con em nó gọi là bẫy kinh. Mình cũng không vẫy giết nó, mình để cho nó gây giống ở ngoài này một vài con nữa xong mình bắt. Không ở đâu nhiều chim gáy như ở nhà anh. Chú vừa biết là ở đây với ở bên này nó gần như là dạng là ở Nam Định chú thì không thể bì được. Ở bên em thì không có đâu. Chú lên đây chú lấy một đôi chim giống anh để cho chú là lấy giống ở Ba Vì này về chú biết, chứ còn trên em không có đâu. Đây cây cối như vậy trên em thì có đa số là nhà sát nhà mà. Thế là chạy xe là một tuần là lên trên này bao nhiêu lần? Em chắc tháng lên khoảng 3-4 lần thôi. À, có bạn bè mà ai chơi chim thì giới thiệu lên anh để giống nhau. Ở đây nhiều chim lắm, anh đợt trước anh toàn nhặt trứng. Em thì đa số nó chơi nuôi một con một đấy, một đơn đấy. Không, nhưng mà bây giờ như chú nói càng ngày nó càng cạn kiệt thì mình phải nuôi để còn giữ giống chứ. Bẫy nó mà bẫy ngoài nó nghe giọng hay. Đúng, đấy chú nghe thực tế này chú lên chú thấy ngoài nghe hay như thế rồi. Nuôi chim non lên là người ta cũng không thích lắm. Đúng. Mỗi cái nó một cái hay của nó. Chú đi thẳng đến đây có một cái ngã ba cua một phát một vòng là quay ra luôn. Đỡ phải lùi. Quý vị và các bạn có thể thấy là một anh chàng thanh niên vừa lên trại chim của Vũ Văn Thao mua một đôi chim cu gáy giống. Anh ở Nam Định chạy taxi tiện công việc ở lên Ba Vì thì anh có mua. Đấy nhá. Đấy, biển số 07055 18A 07055. Ba Vì, anh tháo chim cu gáy, rất nhiều chim cu gáy. Ngủ. Đây là con trống. Con mái thì đang ấp ở trên này. Đó, con mái đang ấp. Đó, mái đang ấp. Thắp điện cho chim. Quá thắp điện màu đỏ là nó rất phù hợp với cái chim nó ấp ra đây. Phê chưa? Đang nuôi con đấy. Đang ấp thì đang nuôi con, biết nở chưa? Ủa? U.
U. Đây, cường này. Ô, tuyệt vời quá, nở rồi, nở hai con rồi các bạn ơi. Nhanh thật, đôi này sinh sản. Đôi này nở hai con rồi. Con mái mái ấp chim rừng gù ngoài kia.